Xin chào các anh em ha. Hôm nay mình có một khách hàng mua một cái máy mài hai đá, kích thước đá là 250 mm, model là GR1003. Đây, đá đây, điện áp là 380 V, đá là 250 nè, nhân cho 25.4 nhân cho 38. Thì máy được nhập khẩu từ Đài Loan ha. Thì còn có hai viên đá, một viên mài mịn, một viên mài khô, công suất là 1 HP. Đang kiểm tra hàng để mà giao cho khách ha. Điện áp 3 pha 380 này, còn có 3 cái dây pha, 1 cái dây cơ te, phụ kiện tấm dạ. Rồi được rồi, cắn kia là được rồi, chuẩn bị đi giao cho khách. Thì theo cái máy này nó có một cái chân đế đây, chân đế đây nó không có phần cặp đông nha, chưa có lắp ráp ha. Oren nè, R1003, trọng lượng 47 kg, máy chân đế nó còn 19 kg nữa ha. Đây là cái máy này sử dụng nhiều trong công nghiệp cũng như là trong trường học ha. Tốc độ đá tới 2800 vòng phút. Máy có chức năng là có công tắc ngừng khẩn cấp, bảo vệ quá tải. Thì giá thành có một cái máy mài hai đá GR1003 này nó tùy khoảng 12-13 triệu một máy. Rồi, xin chào cả mọi người ha, chuẩn bị lên hàng cho anh kỹ thuật đi giao đây.